Đi nhanh lên chó sói ơi. Hôm nay á là chó sói phải tắm thiệt là ngoan biết chưa. Tại vì ngày hôm nay á, anh núp chỉ có ở nhà một ngày thôi, cho nên là chỉ có ngày nay là tắm được cho bé sói thôi. Còn để cho anh Sen làm việc đi. Rồi chó sói ơi đi ra đây, bé sói xuống đây tắm nè. Xuống đây, anh núp không có biết bơi cho nên là anh núp không có dám xuống. Thôi bé sói xuống đi, bé sói xuống đi, anh núp ở trên đây anh núp tắm cho. Rồi xuống tắm đi. Rồi. Đó, ngoan quá. Hôm nay bé sói ngoan quá, không có hư gì hết á. Rồi lên đây, tắm xong rồi đó. Lên đây. Rồi giũ người cho khô đi. Hay quá, trời sói ơi, ngoan quá sói ơi. Thôi bây giờ đi về nhà thôi chó sói ơi, đi về nhà với anh nè. Nè bé sói nè, ở nhà với anh Sen là phải ngoan biết không? Anh Sen làm việc rất là cực, cho nên là ở nhà với anh Sen là phải ngoan canh nhà cho anh Sen biết chưa? Rồi thôi đi về, bây giờ đi về. Không biết là hôm nay có ai gửi thư cho anh Sen không nữa. Anh Sen đang làm gì vậy? Okay, anh đang ngồi, anh làm gì cơ? À, anh đang ngồi máy tính, chắc là anh đang quay video. Thôi từ từ vô nhà để chắc anh quay video rồi. Để coi hôm nay có fan nào gửi thư cho ảnh không. Để coi đọc. Có fan gửi thư cho ảnh nè. Nhưng mà có nên coi không? Núp có nên coi không? Mà coi thư của người khác là bất lịch sự. Nhưng mà phải coi để cho biết là fan thử thách gì chứ. Chứ anh xem đang quay video, ảnh đâu có biết đâu. Ảnh đang quay video trong kia kìa. Thôi lấy ra coi luôn. Slenderman nè, Slenderman để núp coi coi là cái gì nha. Thử thách Slenderman, anh Slend thử tới thế giới của núp và trồ đi anh. Hay quá. Cái này không dám đọc nữa đâu, đọc sợ anh Slend là. Nhưng mà cái gì, thế giới của núp là thế giới của mình đó hả? Yeah, thế giới của mình. Còn bro là ai ta? Bro là ông nào? Thôi kệ đi. Anh Slend ơi, anh Slend, anh có quay video không? Ý, anh không có đăng video. Anh đang đọc comment. Anh lên. Có fan gửi thư cho anh nè. Anh coi đi anh. Sao dạo này fan ít comment quá à? Không tìm thấy thử thách nào để làm hết á. Buồn fan ghê. Ủa? Núp. Ủa, chắc 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 bé sói đi tắm về hả? Ủa, đưa cho anh cái gì đây? Thư của fan đúng không? Được rồi, để anh đọc coi coi là gì. Ủa mà nãy giờ núp có đọc chưa? Dám đọc nha. Thôi không sao hết. Anh đọc, để anh đọc coi coi sao. Thử thách Slenderman. Anh Len thử tới thế giới của Núp và Pro đi anh. Ồ, tới thế giới của Núp và Pro hả? Nhưng mà cái này mình đâu có biết đâu. Em có cách này để tới nè. Anh lấy đất và kim cương làm cánh cổng là sẽ tới được. Ồ, vậy là chỉ cần đất và kim cương là làm cánh cổng. Vậy là giống cánh cổng địa ngục đúng không? Là sẽ tới được fan chân chính. Ok. Hay quá. Hôm nay là có thằng Núp ở nhà luôn các bạn. Vậy là làm thế giới của thằng Núp và thế giới của Pro. Được rồi, mình có cái ý tưởng này rồi. Đó, ok. Rồi, thôi được rồi. Ở đó rồi. Anh đã đọc xong cái gọi là cái thư của fan rồi. Anh có hiểu rồi. Hôm nay á là fan kêu anh á là hãy làm tới thế giới của núp nè, là thế giới của núp á, và tới thế giới của pro là của cái ông kia kìa, nhưng mà anh Len sẽ thay thế ông đó để tới thế giới đó. Nhưng mà cái nhiệm vụ bây giờ á, nó biết là gì không? Là hai hai anh em mình phải chia nhau ra để hả đi tới đó. Anh Sen nói cái gì mà em không hiểu gì hết trơn á, anh nói rõ một tí đi. Giờ chia nhau ra là chia làm sao? Mà bây giờ á là ý anh là em thử nhận thử thách cùng với anh luôn đúng không? Để em biết là em chuẩn bị tinh thần em nhận thử thách nè. Đúng là thằng núp luôn. Mình nói như vậy rồi mà nó còn không hiểu nữa các bạn. Bó tay thiệt. Thôi mà lắm là núp mà. Nè, nè, anh nói cho nghe nè. Bây giờ á, anh hỏi núp một cái câu này. Núp thích cái gì nhất ở trong Minecraft? Núp chỉ cần trả lời thôi để anh tính. Đó, núp trả lời cho anh nghe đi. Thích cái gì nhất á hả? Từ lúc sinh ra tới giờ thì em gắn liền với em gắn liền với cục đất, cho nên là em thích nhất là cục đất đó anh Sen. Em thích nhất là cục đất đó. À, vậy là núp thích nhất là cục đất đúng không? Nghe hợp lý đó các bạn. Tại vì mấy thằng núp á, vừa mới sinh ra là nó chỉ biết đào đất rồi xây nhà thôi, chứ nó đâu có biết xây nhà bằng cái vật liệu khác đâu. Nó chỉ biết lấy đất và xây nhà. Rồi, nghe hợp lý đó. Vậy thôi được rồi. Vậy bây giờ á, núp thích nhất là đất. Thì anh sẽ đưa cho núp cái này, núp sẽ đi đào đất và đem về đây cho anh nha. Đó, bây giờ á thì anh sẽ đưa cho núp cái này, một cái xẻng nè. Đó, và cho nó mấy trái táo đi cho nó ăn, tội nghiệp nó đói không, cho mấy trái táo luôn, cho nó mấy cây đuốc để có gì nó không thấy. Đó, đây nè, cho núp cây sẻn nè, cho núp táo nè, cho núp đuốc nè. Bây giờ á, núp đi tìm chỗ nào có đất á, núp đào thật là nhiều đem về đây cho anh. Dạ, xin tuân lệnh Axel. Bây giờ em sẽ đi tìm ngay đây. Em sẽ tìm thật là nhiều đất đem về cho anh. Rồi em đi ngay đây.
Ờ thôi may quá. Dạ thôi em đi ngay đây. Em đi em dắt theo con chó sói này luôn nha anh Slen. Cho em dắt theo chó sói, em nhớ bé sói lắm á. Quên nữa nha anh, hồi nãy em coi là trong cái rương ở ngoài đây á, cái hòm thư của anh là còn nhiều đồ lắm nha, chứ không phải là cô quyển sách không đâu. Thôi bé ai anh, em đi đây. Bây giờ nó sẽ đi tìm thật là nhiều đất nè. Đất ở đâu đây? Bây giờ nó phải xác định được. À, bên kia có đất kìa. Qua đây chó sói ơi, bé sói đi đi với anh, đi với anh ăn cái táo vô cho nó no nè. À, ngon quá. Rồi thôi đi đi chó sói, đi bé sói ơi. Bây giờ á là anh với bé sói đi tìm đất nè, bên đây có rất là nhiều đất nè. Ở bên đây có nhiều lắm, qua bên đây qua bên đây. Trời ơi, cái gì mà nó thúi quá vậy? Cái thằng nít này nó thiệt tình luôn á. Nó nói thôi đi, nó còn xì hơi nữa. Thúi ơi là thúi luôn. Đúng là thằng nít này nó bất lịch sự thiệt. Thúi quá. Ôi, ôi. Thôi mà thằng nít nó kêu là hồi nãy ở ngoài cái hòm thư mình còn đồ hả? Để mình coi coi. Nó bây giờ nó đi lấy đất rồi, mình thì mình tranh thủ lấy kim cương. À, người ta cho mình, fan cho mình mấy cái hộp quạt này với cái này cái gì? Thế giới pro. À, chắc cái này là để bật cái kia đúng không? Thế giới núp. Rồi rồi được rồi, cho gì lấy cái đó. Bây giờ đến mình đi lấy đồ, mình đi lấy kim cương. Thằng núp thì nó đi lấy đất rồi, cho nó đi lấy đi. Thằng này nó bất lịch sự thiệt chứ. Ôi ôi, thôi bỏ táo lại cho nó đi. Nghĩ sao nó nói chuyện với mình mà nó xì hơi một cái, thúi ơi là thúi luôn. Ớn thiệt. Thôi kệ nó đi. Bây giờ mình cứ đi đâu ta? Bây giờ mình đào đâu ta? Cái khu này là khu sa mạc các bạn, cho nên là đào rất là khó khăn, mệt mỏi lắm. Nhưng mà mình sẽ đi đào đào kim cương, cho nên là các bạn yên tâm. Mình sẽ cố gắng đào thẳng xuống. Mong là cái cát này nó đừng có sập xuống, chứ nó sập xuống là nguy hiểm cho mình lắm. Mình sẽ đào xuống thật là nhanh để mình tìm được thật là nhiều kim cương nha. Mà làm một cánh cổng kim cương là nó các bạn, cho nên là đào khá là lâu á. Chắc có lẽ là mình phải đào xong cái mình cố gắng tìm mà mình làm thêm một cái cây cúp nữa, chứ như đây không có đủ rồi, chắc chắn luôn. Đi đó, lấy đó, đem về cho anh xem. Lấy đó, chó sói ơi, chó sói rồi. Rồi hết hồn, tưởng chó sói mất tiêu rồi chứ. Đứng ở đây đi, đừng có đi xa, người ta bắt đó. Ở đây đi, lấy đó, bao nhiêu khối đất rồi? 28 rồi, 29 rồi, 31 rồi. Hơi nhiều quá, có nên lấy nữa không? Thôi lấy nhiêu đây đủ rồi, lấy cho nó chẳng đi. 35 chẳng rồi. Thôi đi về chó sói ơi, về nhà. Chắc là giờ này anh Sen tìm xong rồi đó. Bây giờ mình về nhà nha. Đi về nhà thôi chó sói ơi, về nhà đem đưa cho anh Sen. Rồi để anh Sen nhà mình giao nhiệm vụ cho fan nữa. Rồi nhanh vô vô. À, nò quá. Đi tiếp đi tiếp. Ý, làng mình kìa, đi về thôi. Về chó sói ơi, ui, bây giờ nước sao qua đây? Có đường vòng, có đường vòng, bên kia có đường vòng kìa, hay quá, có đường vòng. Slen ơi, em về rồi nè, núp về rồi nè, Slen đâu bên ơi, trời đâu anh rồi, chó sói ơi, nè, nhanh lên chó sói, sao nó sói đi chậm mà, anh Slen ơi, Slen, anh rồi, anh về chưa, anh Slen chưa về nữa, giờ sao đây, đó có ăn vô, thôi anh Slen chưa về vậy thôi, để ở đây đi. Chó sói rồi, thôi chó sói vô nhà, chó sói ơi, vô nhà ngồi nè, đừng ngồi ngoài nguy hiểm lắm, ngồi trong nhà nè, đúng rồi. Thôi bây giờ núp sẽ lên đây coi lại những comment của fan anh Len gửi cho anh Len coi có gì hay không. Thấy redstone là chắc chắn sẽ có kim cương, và mình đã thấy kim cương trên cái la bàn rồi đó các bạn ơi. Bây giờ mình chỉ cần việc là đào thôi. Mà redstone mình đâu có cần đâu, tự nhiên đào chứ. Đó thấy chưa, mình nói để mình coi coi bao nhiêu viên nha, coi coi bao nhiêu viên. Rồi từ từ, ôi chị đừng có nói 2 viên hả? Có 2 viên rồi các bạn, thiệt là quá đáng thiệt chứ. Hên quá là mình có bạn ở đây nè, để mình lấy bạn cái đã. Quá đáng lắm luôn, thiệt tình có 2 viên kim cương à, sao làm gì ăn được. 2 viên thiệt nè, 1 viên, 2 viên, trời ơi nhiều kim cương ghê luôn. Thôi cố gắng đào tiếp, còn nếu mà đào không được nữa thì chắc là mình cheat luôn cho nó lẹ, chứ bây giờ là lâu quá không được rồi, lâu quá sợ núp nó ở nhà đợi mình. Ê đây có kim cương nè, rồi cố gắng đào thêm nha. Núp ơi anh về rồi nè, núp ơi không biết núp nó về chưa nữa, nãy giờ ui nó về kìa. Thôi, khoan 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 khoan, hình như là cái thằng này không được rồi, núp núp à núp, sao về nhà không đợi anh mà ngồi chơi máy tính là sao hả núp, sao kỳ vậy, anh đâu có cho chơi máy tính đâu. Anh Sen đã về rồi. Khoan khoan anh ơi, khoan anh ơi. Từ 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 từ. Anh hiểu lầm em rồi, anh hiểu lầm em rồi. Em đâu có chơi game gì đâu. Em đang ngồi hả? Coi comment của fan anh gửi cho anh nè. Em đâu có chơi game, em không hề. Mà em đã tìm được đất rồi nè anh. Đó, em tìm được quá trời luôn nè anh. Quá trời luôn đó. Bây giờ á, anh bắt đầu thử thách cho hoàn thành thử thách cho mấy bạn fan đi. Đọc comment thì được, chứ chơi game là anh không cho đâu. Biết là lâu lâu núp mới về nhà, nhưng mà đừng có chơi, chơi rồi ghiền á nguy hiểm lắm. Đọc comment thì được. Thôi,
tìm đủ đất rồi đúng không? Vậy bây giờ á, ra ngoài đây với anh sẽ chỉ cho núp làm cái thế giới, tạo ra cái thế giới của núp rồi hai anh em mình khám phá luôn. Dạ, em hiểu rồi. Nãy giờ á, anh chỉ cho em cách xây cái cánh cổng là em biết rồi. Bây giờ em xây, nhưng mà nếu mà có sai sót gì á, anh đừng có la em nha. Bây giờ á, là núp sẽ xây cánh cổng nè. Các bạn coi núp làm có đúng không nha. À, anh Len đã hướng dẫn cho núp rồi. Bây giờ núp thử thôi. À, anh Len kêu á, là bây giờ là xây nè. Một nè, hai nè, ba, bốn. Đó, bốn cái rồi leo lên. Leo lên đây. Rồi, một, hai, ba, bốn. Ui, nó làm được nè. Ơi đau quá. Rồi bây giờ tiếp tục giống như vậy, anh Len chỉ cho nó là vậy nè, phải nhảy lên. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè. Rồi được rồi, bây giờ nói lại. Em làm được rồi nè anh Len ơi, em làm được rồi, em làm được rồi nè. Bây giờ sao đó anh? Fan Land the Man đâu rồi? Nhìn cái cánh cổng của thằng núp nó xây à, đánh giá giùm coi. À, nãy giờ mình chỉ nó sơ sơ thôi đó, mà mình thấy nó xây cũng ok đó các bạn. Quá dữ luôn. Rồi được rồi núp, xây vậy là đẹp rồi đó. Mình thấy ok đó, đúng với cái cánh cổng địa ngục luôn. Nhưng mà cái này không phải là cánh cổng địa ngục. Cánh cổng này thế giới của thằng núp. Đó, nhảy qua nhảy lại nè. Thôi bây giờ mình sẽ xây cánh cổng kim cương nữa cho nó đủ bộ luôn. Tại vì cánh cổng kim cương là của pro. Rồi bây giờ mình sẽ xây nha. Mình sẽ xây lẹ thôi. Lên lẹ lắm đó, cái này thì easy rồi các bạn ơi, mình thì quá quen với cái này rồi. Còn thằng nấp thì nó mới, là nó lên nên là nó làm chậm chậm tí, còn mình thì mình làm dễ đó. Đây là hai cánh cổng, nấp thấy chưa, thấy anh xây lẹ chưa, giống y hệt cánh cổng của nấp luôn, thấy chưa đó. Thôi bây giờ nấp đứng ở đây, anh sẽ làm thêm một việc nữa. À, thế giới của nấp nè, anh có hai cây gậy thế giới của nấp ở đây, thì bây giờ á nấp đợi anh sẽ bật lên đó. Nấp thấy chưa, đây là thế. Cẩn thận núp ơi, cẩn thận, đừng có đụng vô mấy con này nha, mấy con này nguy hiểm lắm á, đừng có đụng vô nó. Không sao đâu, đừng đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Đừng sợ, không sao đâu. Được rồi, bây giờ đến thế giới của pro nè, đặt vào đây. Đó, tí nó sẽ xuất hiện mấy con kia, núp cẩn thận, đừng có sợ nha, không sao đâu, đừng có đụng vô nó là được rồi. Bây giờ á, đó núp nhìn đi, hai cánh cổng quá hay luôn thấy không? Mấy bạn này là mấy bạn ma heo nè anh. Trời ơi, anh đừng có lo, em không có sợ đâu. Mấy bạn này là mấy bạn học chung trường quái vật với em nè, mấy bạn ma heo nè. Nhưng mà mấy bạn này hơi khác khác một tí là mấy bạn này có cầm kiếm. Còn bạn ma heo của em không có cầm kiếm. Ủa đâu có sao đâu anh, không có gì đâu. Ủa mà rồi tiếp theo mình làm cái gì nữa anh? Vậy thì quá tốt rồi, thằng núp nó không còn sợ mấy con ma heo nữa các bạn. Công nhận mình đưa nó vô lớp học quái vật đúng là không có sai lầm, mà nó gặp mấy con quái vật bây giờ á nó đỡ sợ hơn rồi. Không sao rồi, thôi bây giờ á núp đi theo anh vô cái cánh cổng này nè. Đó, cánh cổng thế giới của núp. Rồi núp leo lên trên đi, leo lên núp, leo lên, không biết núp nó leo lên được không nữa. Leo lên núp, leo lên. Rồi bây giờ thì ôi sao chạy qua luôn rồi. Rồi bây giờ thì tới đây, tới thế giới của núp. Tới nơi rồi các bạn ơi. Ủa mà thằng núp đâu rồi? Ủa nó bay, núp nó bay đâu rồi? Ủa đi đâu rồi? Ủa có khi nào nó kêu đi không? Trời ơi, cái thằng này thiệt tình á, kêu đi mà nó bay, núp nó bay. Trời, ủa sao không chịu đi núp, sao anh vô rồi không chịu đi theo anh? Dạ, thôi 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 anh ơi, em không dám đi đâu, em đứng ở đây em coi rồi em thấy sợ sợ sợ. Thôi thôi anh đi một mình anh đi, thôi em không đi đâu. Vậy mà hồi nãy nói hay lắm, em không có sợ mấy con ma heo này đâu, lớp em cũng có bạn ma heo mà giờ cuối cùng nó sợ kìa các bạn. Nói thì hay lắm mà cuối cùng làm không được. Thôi để mình đi, mình vô thế giới của thằng núp trước nha. Ok, nãy các bạn cũng đã thấy sơ sơ rồi, đây là thế giới của thằng núp. Ui đây có TNT nè, TNT là sao ta, cho nó nổ, cho nổ nha, pew chạy. Ok thì các bạn thấy là cái thế giới của thằng núp thì mình đã biết trước rồi, chắc chắn là thế giới của thằng núp thì nó cũng chỉ có mấy cái đất này thôi chứ không có. Ui cánh cổng rồi, no chết mèo luôn. Wow, ở thế giới của thằng núp mà cũng có zombie skelete với nhện nữa các bạn. Wow, à mà lưu ý nha, khi mà các bạn tới cái thế giới này á, đừng có mà làm cho cái TNT này nó nổ giống như mình hồi nãy, nó nổ banh xác luôn đó. Cho nên là tốt nhất đừng có chơi ngu vậy. Ok, và bây giờ mình sẽ đi xung quanh coi coi. Theo mình thấy thì cái thế giới này cũng toàn là đất thôi chứ đâu có gì đâu các bạn, không có gì giá trị hết á. Và có một cái con xì ke dưới kia, nhưng mà mình không có xuống đâu, xuống dưới đó nguy hiểm lắm. Nói chung là mình sẽ đi sơ qua để cho các bạn coi, ở đây có một cái lâu đài nè. Đó, lâu đài ở dưới, ở đây là cái gì? Ở thế giới của thằng núp. Cái này khá là giống với lâu đài ở dưới địa ngục ha, rất là giống luôn các bạn. Mà hình như là đâu có gì đâu, không có gì trên đây hết á. Thôi nói chung mình không có đi sâu. Ui zombie, zombie. Thôi bỏ đi, không chơi với zombie. Nói chung là mình không thấy cái gì gọi là quá dữ hết á. Ý đằng kia cũng có cái gì kìa, để mình lại rảnh mình coi coi. Ok, ăn miếng thịt vô cái đã. Cái bọn này nó thấy mình rồi các bạn, cho nên là nó dí theo mình nè. Các bạn không, nó thấy mình rồi, bây giờ nó dí theo mình. Đây đây, lâu đài nè các bạn. Đó, lâu đài. Wow, lâu đài rộng thiệt. Ở đây có cái con play nè.
Nói chung là cái này nó, cái lâu đài này nó rất giống với địa ngục. Thôi, bây giờ mình không có đồ nên là mình không có dám đánh nhau với mấy con này. Thôi mình sẽ trở về và mình sẽ đi qua thế giới của Pro cho các bạn xem. Ok, yeah. Và bây giờ mình sẽ đi qua cái thế giới của Pro cho các bạn xem nha. Các bạn không biết là các bạn thích cái thế giới nào, hãy nhớ comment. Các bạn phải comment mình mới biết được các bạn thích cái gì, mình mới làm video cho các bạn coi được. Các bạn hiểu không? Nhớ comment thật là nhiều và like nha các bạn. Ok, và bây giờ là thế giới của Pro. Yo, thế giới này kim cương. Kim cương everywhere. Kim cương này xài được nha các bạn. Đây, kim cương này xài được. Đây, để mình bỏ ra. Bây giờ mình sẽ thử làm. Mình ơi, lộn. Từ từ. Mình sẽ đổi kim cương này ra. Đó, mình sẽ đổi ra hết luôn. Rồi sau đó mình đào nè, cho các bạn thấy được cái kim cương này nó xài được chứ không phải là nó không xài được. Rồi, bây giờ các bạn nhìn này nha, mình sẽ lấy cái này mình đào. Bập, kim cương xịn nha các bạn. Kim cương xịn nha, thế giới của Pro là nó vậy á. Nó bình thường là nó vậy thôi, cho nên mình cũng không có nói gì nhiều đây. Kim cương nè, đổi nè, đó. Ráp đồ nè. Đó, nè ráp nè. À, cái gì, cái này là cái gì, quên rồi. À đúng rồi, mình sẽ ráp một cái quần. Đó, ghê chưa. Nó sẽ ra liền, các bạn thấy nó đơn giản không? Mình mà được cái, mình vô thế giới này là coi như các bạn giàu rồi, các bạn không cần phải làm gì hết á. Đó. Reaper. Ok, cậy nó đi. Wow, thế giới này có đẹp các bạn. Wow. Đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn á chứ. Trời ơi. Oh my god, nó đẹp quá đi các bạn ơi. Mình cũng không biết phải nói như thế nào nữa, nhưng mà nó phải nói là nó quá đẹp. Nó đẹp cái gì mà nó đẹp. Mày nè, mày đánh tao đi. Bây giờ tao có đồ này rồi, tao không sợ mày đâu. Không sao mày đâu, ha ha. Rớt rồi, nó rớt nước các bạn ơi. Nó rớt xuống nước rồi. Nó bỏ chạy rồi. Ok, mình không có sợ đâu. Ripper nè. Ôi, đừng có nổ Ripper, đừng có nổ. Ở đây nổ được đâu. Có TNT nó nổ là banh chỗ này luôn á. Nguy hiểm lắm. Ui. Wow, mình hên quá. Trời ơi, mình tự nhiên mình rớt xuống các bạn. Quá dữ luôn. Ôi, kẹt coi. Ui, lên. Wow, bị kẹt. Bây giờ không biết lên sao luôn. Không có đường lên. Đằng kia có đường lên kìa. Wow, mình bị rớt xuống một cái nơi mà mình không có đường lên luôn các bạn. Quá dữ luôn. Nhưng mà nói chung là cái thế giới này á, thì mình chắc chắn là các bạn sẽ rất là thích. Mình cũng thích mà. Tại vì thế giới này là thế giới kim cương mà. Thế giới của Pro. Quá dữ luôn. Quá thích. Đã quá các bạn ơi. Ok, thì các bạn nào thích cái thế giới này, hãy nhớ comment ở dưới cho mình biết. Để mình ok, để mình đào hết kim cương xong mình đem về mình tặng cho các bạn. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Thì các bạn nghĩ sao về những cái thế giới của Noob và Pro? Thì các bạn thích cái thế giới nào, nhớ comment ở dưới. Và các bạn có thể sống ở thế giới nào được, hãy nhớ comment ở dưới nha. Nhớ like video, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình nha các bạn. Ok, và hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye.